Xin thưa tất cả bà con, hôm nay chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long của tôi xin chia sẻ đôi lời và tri ân với tất cả bà con, cô bác xa gần và tất cả các bạn bè xa gần trong mọi miền đất nước, và có một số bạn bè và bà con định cư ở nước ngoài. Thì nhân dịp đầu năm mới 2021 thì tôi là Hai Ngôn, tôi xin có đôi lời chúc sức khỏe toàn bộ bà con, cô bác, bạn bè một năm mới được nhiều thắng lợi mới và vạn sự như ý nói chung. Và tôi xin nói riêng là tôi cảm ơn với tất cả bà con, anh chị em, bạn bè xa gần đã ủng hộ chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long của tôi trong suốt một chặng đường dài vừa qua, đã được sự tín nhiệm của tất cả anh chị em, bạn bè xa gần ủng hộ những sản phẩm của trại trùng quế tôi làm ra được. Thứ nhất là về cái bê con để về bà con nuôi lại, giống bê được sản xuất tốt, giống đạt chuẩn, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái phân trùng quế của trại chúng tôi làm ra cũng được một số bà con nông dân của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung cũng bình chọn là được cái phân trùng quế tốt, sản phẩm được chất lượng cao. Cái thứ ba nữa là cái sinh khối trùng quế giống, sinh khối trùng quế giống của trại trùng quế Hai Ngôn làm ra giao cho tất cả khách hàng thì khách hàng cũng được hài lòng và tín nhiệm, và cũng có đôi lời nói là cái sinh khối đạt giống là được tốt. Và tôi cũng rất hân hạnh được bà con nói là tôi có cái tính cách là ưu ái chăm sóc khách hàng, cho nên bà con gần xa, khách hàng gần xa mua những sản phẩm của tôi thì cũng có thường liên hệ với tôi qua cái số điện thoại của tôi là 0986 203 159, thì tôi cũng đều chia sẻ những cái kỹ thuật nuôi cái con bò cái sinh sản, nuôi về cái khẩu phần ăn như thế nào để con bò nó được tốt nhất, và cái khẩu phần như thế nào mà để cái con bê khi mà sinh ra con bê nó được khỏe mạnh nhất, bà con nuôi được thắng lợi tốt nhất. Rồi cái trùng quế của tôi, sinh khối của tôi bán ra thị trường thì tôi cũng đều chia sẻ về những cái kỹ thuật nuôi làm sao nó đơn giản, nó được hiệu quả để bà con an tâm nuôi bò và nuôi được cái sinh khối trùng quế, để bà con được cái sản phẩm là cái trùng thịt để cho con cá, tôm, cua, gà, lươn và thì nói chung tất cả các vật nuôi đều sử dụng được cái thịt con trùng quế giống. Thì hôm nay nhân dịp cuối năm và sắp bước sang một năm mới, tôi xin chúc toàn thể bà con, cô bác xa gần, bạn bè xa gần trong thời gian qua đã ủng hộ chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long của tôi được bà con tín nhiệm, thì hôm nay tôi có đôi lời tôi xin chúc tất cả bà con một năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và đồng hành với tôi trong những thời gian sắp tới. Tôi xin chào.